Xin chào các người. Xin chào. Xin chào mọi người. Hôm nay là xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Tôi chuẩn bị hai cái. Một cái là công nghệ. Thứ hai là Châu bơ. Ok nha. Hôm nay bây giờ Thứ nhất tối công nghệ. Ok nha. Công nghệ. Chúa trời yêu, cảm ơn Chúa. Vào giờ này, làm cầu nguyện Đức Chúa Trời với nhân dân Chúa Giêsu. Bây giờ làm kết hôn cùng huyền với yêu. Trong thời gian qua, Đức Chúa Trời đã bảo vệ chúng tôi. Tôi xin dâng vinh quang này lên cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều người đã tham dự chỗ này. Bố mẹ yêu thương của tôi, bố mẹ yêu thương của huyền bơ, anh chị em yêu thương của huyền bơ, các bà con yêu thương, các người hàng xóm và các bạn yêu thương. Tôi cầu mong chán chữa an huệ và chúc phúc của Đức Chúa Trời cho các người tham dự chỗ này. Bây giờ hai vợ chồng đã thành gia đình, đã thành vợ và chồng lớn nhau. Hai vợ chồng cầu mong yêu lớn nhau. Hai vợ chồng cầu mong yêu gia đình. Hai vợ chồng cầu mong yêu người hàng xóm và Đức Chúa Trời đến ngày chết. Xin cảm ơn Chúa. Xin công nghiệp nhân dân Chúa Giêsu Christo của chúng ta. Amen. Amen. Thứ hai là tôi chuẩn bị hát cho vợ. Và yêu biển vắng, tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ôm lá vàng. Tôi yêu hương đi đến người sớm mai tranh đức thành nhà. Và yêu chào thân, vợ con canh đào và biển thu, cha thu không cùng đi, và tôi cũng yêu về, và tôi. Tôi yêu những gì đến từ nhẹ, những con đông thành thơ. Và
nhau ngờ nàng. Tôi nghèo mang trên vai áo trắng, yêu trang sắc hay trắng và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em trong gian, yêu em trong tan. Yêu em trong tràn. Tôi yêu mang trên bao trang, yêu trang sáng hơi trang và tôi.